Phần 16. Chương 1. 7 năm đã trôi qua kể từ những biến cố năm 1812 đại dương lịch sử của châu Âu, sau cơn sóng gió ba đào đã trở lại yên tĩnh. Nó có vẻ như đã lặng, nhưng những sức mạnh huyền bí thúc đẩy nhân loại, huyền bí bởi vì chúng ta không biết những quy luật quy định sự vận động của nó, vẫn tiếp tục tác động. Tuy mặt biển lịch sử có vẻ im lìm, nhưng sự vận động của nhân loại vẫn tiếp tục không ngừng chẳng khác gì sự vận động của thời gian. Những nhóm người khác nhau tập hợp rồi lại phân tán, những nguyên nhân làm cho các quốc gia hình thành và tan rã, làm cho các dân tộc thiên di vẫn đang dần dần được chuẩn bị. Đại dương lịch sử không chuyển động thành từng đợt sóng xô từ bờ này sang bờ kia như trước, nó đang sôi sục ở tận dưới đáy sâu. Các nhân vật lịch sử không bị sóng cuốn đi từ bờ này sang bờ kia như trước, bây giờ hình như họ quay tròn ở một chỗ. Các nhân vật lịch sử trước kia phản ánh ở cương vị tướng soái cuộc vận động của quần chúng bằng những mệnh lệnh chiến đấu, xung trận thì nay lại phản ánh sự vận động sôi sục này bằng những âm mưu chính trị và ngoại giao, bằng những đạo luật, những hiệp ước. Các sử gia gọi hoạt động này của các nhân vật lịch sử là hành vi phản động. Trong khi miêu tả hoạt động của các nhân vật lịch sử này mà họ cho là nguyên nhân của cái gọi là hành vi phản động, các sử gia đã nghiêm khắc lên án họ tất cả các nhân vật nổi tiếng trong thời đại ấy kể từ Alexander và Napoleon cho đến Giesel, các ông Photius, Schelling, Pfeiffer, Satovin v.v. đều bị họ phê phán nghiêm khắc và bị kết án hay được thanh minh tùy ở chỗ họ góp sức vào phe tiến bộ hay phe phản động. Theo miêu tả của họ, trong thời kỳ ấy ở Nga cũng diễn ra những hành vi phản động mà người chủ mưu là Alexander mà chính họ đã miêu tả như là người thủ sướng những công cuộc có xu hướng tự do trong thời kỳ đầu của triều đại và là người đã cứu nước Nga trong các sách vở của người Nga hiện nay, từ cậu học sinh trung học đến nhà sử học thông thái không ai không công kích Alexander về những hành động sai lầm của ông trong giai đoạn này. Đáng lý ông ta phải hành động thế này, thế nọ. Trong trường hợp này ông làm đúng, trong trường hợp kia ông làm sai, ông đã xử sự rất tài tình trong thời gian đầu trị vì vào năm 1812 nhưng ông đã hành động kém cỏi khi ban hành hiến pháp cho nước Ba Lan, thành lập liên minh thần thánh, giao quyền cho Arasiver, khuyến khích polysin và chủ nghĩa thần bí và sau đó lại khuyến khích scioc và phô tiếu ông ta làm sai khi giải tán trung đoàn semenvici phải mất hàng chục tờ giấy mới có thể kể hết những điều mà các sử gia đã trách cứ ông căn cứ trên những hiểu biết của họ về hạnh phúc của nhân loại những lời trách cứ kia có ý nghĩa gì ngay cả những hành động của alexan được các sử gia khen ngợi chẳng hạn những công việc có xu hướng tự do trong thời kỳ đầu triều đại cuộc đấu tranh chống Napoleon, thái độ kiên quyết năm 1812 và cuộc viễn chinh năm 1813, chẳng qua cũng đều xuất phát từ những cội nguồn làm thành cái cá tính của Alexan huyết thống, giáo dục, sinh hoạt, và đồng thời cũng là những nguyên nhân làm nảy sinh những hành động mà các nhà sử học phê phán như thành lập liên minh thần thánh, phục hồi nước Ba Lan. Mưu mô phản động trong những năm 20. Vậy thì những lời trách cứ ấy thực chất là thế nào? Đó là, một nhân vật lịch sử như Alexander e, người đứng ở bậc thang cao nhất của quyền lực mà con người có thể đạt tới, có thể nói là đứng ở cái tiêu điểm sáng lòa tập trung tất cả những luồng ánh sáng lịch sử, con người chịu ảnh hưởng mạnh nhất thế giới của những âm mưu, những sự dối trá, những lời nịnh hót, những ảo tưởng về mình, những điều vốn gắn bó khăn khít với quyền lực, con người mà phút nào cũng cảm thấy mình chịu trách nhiệm về tất cả những điều gì xảy ra ở châu Âu, lại không phải là một con người tưởng tượng ra mà là một con người có thật, sống như tất cả mọi người với những tập quán riêng, những dục vọng, những chí hướng vương tới chân, thiện, mỹ. Con người ấy cách đây 50 năm không phải là không có đạo đức, các sử gia không chê trách ông về mặt này, nhưng ông ta không quan niệm hạnh phúc của nhân loại như một vị giáo sư ngày nay, tức là một người từ lúc còn trẻ đã nghiên cứu khoa học, tức là đọc sách, đọc những bài giảng và ghi những điều đã học trong sách và những bài giảng ấy vào một quyển vở. Nhưng dù cứ cho Alexander cách đây 50 năm đã quan niệm sai về vấn đề hạnh phúc của các dân tộc thì như vậy vô hình chung cũng giả thiết rằng quan niệm về vấn đề này của nhà sử học hiện đang phê phán Alexander ít lâu nữa cũng sẽ thành ra sai lầm. Giả thiết này lại càng dĩ nhiên và tất yếu bởi vì nếu ta theo dõi sự phát triển của lịch sử, ta sẽ thấy rằng cứ mỗi năm, với mỗi tác giả mới, cái quan niệm về hạnh phúc của nhân loại lại thay đổi, như vậy là cái trước kia được xem là tốt thì 10 năm sau sẽ là xấu và ngược lại. Không những thế, còn có thể thấy trong lịch sử nhiều quan điểm hoàn toàn đối lập cùng tồn tại một lúc về vấn đề cái gì là tốt cái gì là xấu có người cho việc Alexander ban hành hiến pháp cho nước Ba Lan và thành lập liên minh thần thánh là một công lao, có người lại cho đó là một lỗi lầm. Còn về hoạt động của Alexander và Napoleon thì không thể nào nói là có ích hay có hại bởi vì chúng ta không thể nói nó có ích cho cái gì và có hại cho cái gì. Nếu hoạt động này không làm cho một người nào đấy vừa lòng, thì đó chẳng qua là nó không phù hợp với quan niệm của người đó về vấn đề thế nào là tốt. Dù tôi có quan niệm điều tốt đây là năm 1812 ngôi nhà của cha tôi ở Moskva vẫn được nguyên vẹn, hay là vinh quang của quân đội Nga, hay là sự phát triển của trường đại học Petersburg hay của các trường đại học khác hay là nền tự do của Ba Lan, hay là sự cường thịnh của nước Nga, hay là thế quân bình của châu Âu, hay là một hình thức khai hóa nào đó ở châu Âu mệnh danh là sự tiến bộ, thì tôi cũng cứ phải thừa nhận rằng hoạt động của bất kỳ nhân vật hờ hờ sử ngoài những mục đích này còn có những mục đích khác khái quát hơn và tôi không hiểu nổi. Nhưng ta hãy thử giả thiết rằng cái gọi là khoa học có thể điều hòa mọi mâu thuẫn và có một tiêu chuẩn cố định để đánh giá cái tốt và cái xấu đối với những nhân vật và những biến cố lịch sử ta hãy giả thiết rằng Alexander lẽ ra có thể tiến hành mọi việc một cách khác. Ta hãy giả thiết rằng theo chỉ thị của những người trách cử ông, những người tự do biết được mục đích cuối cùng của sự vận động nhân loại, của tự do, Berliner hờ đẳng và tiến bộ, hình như không có cái gì mới hơn nữa mà những người hiện nay trách cứ ông đã cấp cho ông. Ta hãy giả thiết rằng cái cương lĩnh ấy có thể thực hiện được, đã vạch xong và Alexander đã hành động theo cương lĩnh ấy. Nếu vậy, hoạt động của tất cả những người phản đối xu hướng đường thời của chính phủ hoạt động mà các nhà sở gia cho là tốt và có ích sẽ ra sao hoạt động ấy sẽ không có sự sống sẽ không có sẽ chẳng có gì hết cho rằng sự sống của con người có thể tuân theo sự chỉ huy của lý trí tức là phủ nhận khả năng tồn tại của sự sống